December rain. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light, but together we're alright. You know all the presents are for you. Decorate the fireplace for two. I keep waiting all night, all night. Wish upon a starlight, starlight. I sleep under the mistletoe. Wake me up with a kiss on my nose. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng đã trở lại với Nhầm Với TV. Rất vui được gặp lại quý vị, anh chị, cô bác. Hôm nay là mùa Giáng sinh của năm 2023, thì Nhầm Với TV kính chúc quý vị, anh chị, cô bác thật nhiều sức khỏe, bình an bên gia đình và có một mùa Giáng sinh an lành, sức khỏe, may mắn đến tất cả mọi người. Hôm nay thì tôi đang có mặt tại thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương để chia sẻ về một căn nhà. Đây là một công trình trọn gói mà Nhà Mới TV thi công cho một khách hàng tại thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương. Hôm nay hoàn thiện xong rồi và đúng mùa Giáng sinh thì hôm nay tôi muốn chia sẻ một cái không gian đẹp, dễ thương đến tất cả quý vị, anh chị, cô bác. Công trình này thiết kế trên diện tích là 5x15 nhưng mà được đặt trên cái lô đất khoảng tầm 1.000m2, thành ra là chủ nhà khi xây căn nhà này sẽ đẩy qua bên sát lô đất và tạo một cái không gian bên này làm cái lối đi cổng chính. Tại vì do đường bên này nó nhỏ lắm quý vị, nên là họ không sử dụng và sử dụng cái cổng ở đây. Thì với công trình này thì Nhà Mới TV thi công là căn nhà hoàn thiện 75m2, còn phần sân cổng rào thì chúng tôi sẽ lên ý tưởng và làm cho chủ nhà phần này, giống như là chủ nhà sẽ tự bỏ tiền ra. Còn công trình trọn gói thì thường chúng tôi chỉ làm cho những cái căn nhà thôi, tại vì nó sẽ có nội thất. Về cái cổng này thì xây đơn giản thôi quý vị, nhưng mà tôi nghĩ là những căn nhà cấp 4 hoặc là nhà các lượng nhà hiện đại thì chúng ta làm càng đơn giản thì nó sẽ càng đẹp. Ví dụ căn nhà này đi, phần cổng bên này chúng tôi sẽ đổ lớn hơn và khuyết ra một chút xíu, mọi người thấy, đặt một cái đèn nhỏ thôi. Vì thường chúng ta sẽ có biển số nhà hoặc là chuông nè, thì thành ra là chỗ này chúng ta làm cái mảng tường nó lớn hơn, ốp gạch nè. Còn bên này chỉ làm đơn giản thôi, nhưng mà quý vị và các bạn nên đổ một cái phần bê tông thì nhìn nó sẽ cứng cáp căn nhà và nó phù hợp hơn. Ở công trình trọn gói 75m2 này thì chúng tôi xây trên một khuôn viên đất như là hồi nãy có nói là 1.000m2, thì sẽ tạo một cái không gian bên hông khoảng tầm 2m để chủ nhà làm một cái kho. Đó là một cái nhà kho và chúng tôi sẽ mở một cái cửa hông để khách hàng đi và có cửa sau nữa. Công trình này như những công trình khác thì thường chúng tôi thi công và chia sẻ lên YouTube thì khách hàng sẽ xem và rất thích, sau đó sẽ đặt Nhà Mới TV thi công. Và cũng không ngoại lệ, đây là một công trình chúng tôi lấy ý tưởng từ một căn nhà đã xây cho chị Tú tại Tân Nguyên của tỉnh Bình Dương, và anh Hùng là gia chủ căn nhà này thì cũng đặt Nhà Mới TV. Và chọn gói như thế nào và thiết kế thi công ra sao thì chúng ta sẽ xem sau. Bây giờ tôi sẽ nói về phần mặt tiền. Với mẫu nhà cắt lửng này thì nhìn có vẻ đơn giản thôi quý vị, chứ không có gì là đặc sắc đâu, nhưng mà nhìn nó khá là cứng cáp. Tại vì với một cái không gian mà lấy một ý tưởng từ một căn nhà khác để xây dựng thì Nhà Mới TV cũng không muốn thay đổi nhiều, muốn là muốn cái công năng và cái cách thiết kế ở phía trong thôi. Còn bề ngoài thì nên làm cho nó có vẻ là gọi như là chắc chắn và như là đẹp đơn giản, để nó không có bị phai màu, giống như là sau này những cái công trình mà để khoảng tầm 5 đến 10 năm sau thì nhìn nó vẫn đẹp. Thì chúng tôi sẽ ưu tiên lựa chọn những cái gam màu đơn giản thôi. Căn nhà này cái mặt tiền cũng rất là đẹp và cứng cáp, tại vì chúng ta sẽ sử dụng cái phần gạch 30-60 và đá bóng kính 60-60 phối 2 màu mà lên. Phần nữa là cái cửa nhôm kính sinh pha thì như yêu cầu của chủ nhà thì họ muốn làm chắc chắn và làm thêm những cái đố này nhiều hơn. Đây là công trình gói tầm khá nha quý vị, nên thành ra là cửa sẽ sử dụng là cửa nhôm kính hàng Việt Nam chứ không phải là nhập khẩu. Đây tôi đóng cho mọi người xem nha. Nó cứng cáp hơn, đẹp hơn và nhìn nó vững chãi hơn là do cái mảng tường bên hông này quý vị nha. Cái nhà chúng ta có một cái phần tường đó cao lên, và khi mà đặt hai cái đèn này quý vị nè,
bên hông này nhìn nó sẽ rất là đẹp, nhìn nó bắt mắt lắm và nó sẽ bền lâu hơn, cũng như là 5-10 năm sau thì những căn nhà như vậy nó sẽ không có bị xến theo thời gian hoặc là bị gọi như là phai màu đi, tại vì phần mặt tiền chúng tôi đã ốp gạch hết rồi. Ở trên này quý vị có một cái này là cái phần mái che cho cái sảnh á, nhưng mà đúng ra nếu như căn nhà này mà làm cái thêm một cái lối ra ban công á thì sẽ rất là đẹp, nhưng mà theo ban đầu thiết kế á thì chúng tôi sẽ làm cái phần máy kính thôi, nhưng mà anh yêu cầu muốn làm cho nó chắc chắn nên thành ra là đổ, và cũng ngoài dự kiến chứ đúng ra mà làm cái ban công ra thì rất là đẹp. Đây là một công trình như đã chia sẻ thì chúng tôi thi công cho anh Hùng tại Bình Dương, thành phố Dĩ An nha quý vị nha. Và Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh phía Nam thì Nhà Mới TV đều nhận thi công. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kỹ và thực tế hơn trong căn nhà. Quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh Nhà Mới TV, cũng như là nhấn like, nhấn share video này. Và anh chị cô bác nào cần bản vẽ thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại 0937053096 nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta cùng tham quan. Nào xin mời. Nhấn like và subscribe kênh Nhà Mới TV để ủng hộ chúng tôi nha. Chúng tôi sẽ cảm ơn rất nhiều quý vị và các bạn nếu như được làm điều đó, tại vì khi mọi người chia sẻ video thì sẽ nhiều người biết đến Nhà Mới TV, biết đến những mẫu nhà đẹp. Để mọi người muốn thi công thì chúng tôi sẽ cung cấp bản vẽ miễn phí đến tất cả mọi người, vì hãy làm điều đó. Nhà Mới TV sẽ trân trọng và cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Nói về căn nhà này thì tôi nghĩ là sản phẩm này, công trình này sẽ thuyết phục được quý vị các bạn, anh chị cô bác từ trẻ tuổi cho đến lớn tuổi một chút xíu. Tôi nói như vậy bởi vì có lý do như vậy quý vị. Công trình này chúng tôi thi công cho anh Hùng cũng gần 60 tuổi rồi, và anh đặt vấn đề với chúng tôi là muốn một không gian đơn giản, hiện đại nhưng cũng phải có một điểm nhấn một chút xíu. Tôi có trao đổi với anh và nói là em sẽ đưa những cái gam màu mới như căn nhà của anh, tại vì anh đã xem Nhà Mới TV nhiều rồi thì em không muốn sử dụng những cái màu cũ nữa, anh có đồng ý không? Thì anh kêu là ok, anh nghĩ là nó sẽ được, và anh cũng muốn hiện đại một xíu, không những khách hàng lớn tuổi họ sẽ khó tính hơn, nhưng mà chúng tôi muốn là đây là một gia đình, chúng ta có nhiều người, không riêng như một ý kiến của một ai khác, mà chúng ta phải tổng quan căn nhà để đẹp cho tất cả mọi người đều thích. Và tại vì chúng ta sử dụng căn nhà này cho cả gia đình mà. Và ở căn nhà này á, nếu như quý vị xem kỹ thì đây là cái mảng tường trang trí bằng sơn hiệu ứng. Chúng tôi sử dụng cái màu mới này, đây là màu giả bê tông, rất là đẹp. Tại vì khi chúng tôi cố tình làm như vậy á, là làm cái bắt tivi thì đặt cái tủ tivi này á vô thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và phần cầu thang chúng tôi sẽ sơn hết luôn, lên tới trên luôn, đặt một cái đèn nhẹ thôi, nó sẽ rất là đẹp. Công trình này như tôi nói là diện tích 75m2, 5x15. Thì tôi muốn nói sơ để quý vị dễ hình dung nè, 25m2 cho không gian của phòng khách, 25m2 cho không gian của nhà bếp và nhà ăn, 25m2 còn lại là sử dụng cho phòng ngủ và nhà vệ sinh sau. Rất là đơn giản thôi, mọi người dễ hình dung hơn. Ở phòng khách thì chúng tôi trang trí cũng không có nổi bật đâu, cũng đơn giản, rất là đơn giản. Tại vì chúng tôi sẽ làm một cái vách ngăn nhẹ nhàng thôi để che cái phần bếp lại, tại vì sử dụng toàn bộ cái không gian này để cho khách hàng sử dụng, tại vì sau này sẽ để sofa ở đây nè. Đó, một bộ sofa lớn trong cái không gian diện tích 25m2 là vừa đủ. Có một mảng sơn tường hiệu ứng mà tôi sử dụng một cái màu nó hơi nồng chút xíu, vì chúng ta sử dụng cái gam màu xám và trắng ở đây nhiều rồi thì sẽ làm cái màu này để nó dịu cái màu xuống, nó sẽ đẹp hơn. Và chúng ta treo những cái bức tranh đơn giản cách điệu hoặc là cổ điển lên đây thì nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Về phần tầng lửng thì chúng tôi sẽ đổ nhô ra, nên thành ra là quý vị thấy cái đường này nè, chạy dài quanh đây, cái cầu thang nó sẽ ăn từ trên này xuống, nó cảm giác là nhìn nó mạnh mẽ, nó sẽ cứng cáp hơn rất là nhiều. Về cái công năng của căn nhà này thì cũng giống như những mẫu khác, chúng tôi thi công 5x15, 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp và 2 nhà vệ sinh. À,
chỗ khu vực này với 25m2, tôi tạm tính thôi, tại vì quý vị anh chị muốn cái thông tin thực tế hơn thì hãy gọi về số điện thoại 0937053096 thì tôi sẽ tặng bạn vẽ để mọi người tham khảo cũng như là xây dựng. Nếu như khuôn viên đất đồng với cái căn nhà này thì có thể xây được ngay luôn, tại vì kết cấu thiết kế chúng tôi làm rất là chi tiết. Ở phòng ăn á, thì chỗ này chúng tôi muốn làm một cái lam nhẹ thôi, trên này cũng để trống, tại vì cũng tính dán tranh lên nhưng mà anh cũng không thích. Cái phần đó tôi sợ là nếu mà tranh lên nó sẽ rối, nó không đẹp đâu. Như hồi nãy tôi có nói ở đầu video thì sẽ làm một cái cửa đi ở đây đó, để ra cái kho và nhà để xe, rất là lợi với những cái lô đất lớn thì khi thiết kế nó sẽ tiện hơn nếu như chúng ta muốn sử dụng sân trước và sân sau. Nếu mà nói về sân phơi thì cái nhà này thì phơi đâu cũng được thưa quý vị, tại vì đất lớn lắm. Về cái công trình này, thiết bị tủ bếp là đầy đủ luôn, và chọn gói công trình này là khoảng 1,4 tỷ hoàn thiện. Thì chúng tôi làm được gì ở đây? Đây là những cái sản phẩm chúng tôi làm. Có chậu rửa luôn nè, phần kính này rất là nhẹ nhàng, nó sẽ tôn cái vẻ đẹp của cái phần tủ này lên. Vì khi phần tủ này khi thiết kế thi công á, chúng tôi làm ý tưởng sau này thôi, tại vì không có bản vẽ nội thất nha quý vị nha. Căn nhà này không có bản vẽ nội thất, chỉ có một cái không gian như vậy. Và khi giống như người ta nói là chăm hay không bằng tay quen á, thì chúng tôi đã quen mắt rồi, thành ra là đưa những cái sản phẩm này nó sẽ phù hợp hơn. Bởi vì anh chị cô bác cần tư vấn thì hãy điện thoại trực tiếp cho tôi nha quý vị nha, số điện thoại 0937053096, và đó cũng là số hotline của công ty Nhà Mới TV để thi công trọn gói đến quý vị các bạn. Nói về không gian bếp này thì phần cánh á, chúng tôi sẽ làm màu xám, nhưng mà cái phần tủ nó sẽ có một cái xương này đó quý vị nha, đó sẽ làm cái màu nó đen hơn thì nó sẽ nổi cái bếp ra rất là đẹp. Ở đây thì phần kính và cũng như là đá chúng tôi sẽ làm đầy đủ, còn bếp thì sẽ không cung cấp. Và với như hồi nãy tôi có chia sẻ với Khá thì chúng tôi không lắp đặt máy hút mùi, thành ra anh sẽ tự lắp. Với một cái không gian bếp như vậy thì tầng lửng nó khoảng tầm 3m2, chúng ta nên làm full trần nên nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ấn tượng ở đây nè quý vị nè, thường thì những căn nhà chúng tôi sẽ làm cái vách lam này nó ra tới đây luôn, nhưng mà căn nhà này làm nhẹ thôi, nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng có một cái hệ tủ đây với lại một cái điểm nhấn ở đây khá là đẹp, sẽ bắt mắt hơn rất là nhiều. Với 25m2 cho cái không gian bếp và sử dụng phòng ăn như đây thì quá tuyệt vời, nhưng chúng ta nên để bàn ăn vô đây nè thì nó phù hợp hơn. Thì chỗ này chúng ta sẽ tiện di chuyển xuống dưới đây. Mọi người nhớ khi thiết kế cũng như là xây dựng nhà, chúng ta làm những cái trần thạch cao đơn giản thôi, tại vì tùy mẫu nhà đừng có làm nhiều quá ô, nhiều quá đèn nhiều quá nên nó sẽ xấu, nhìn nó rối lắm. Đặt một cái đèn vô thì thường thì chúng tôi sẽ sử dụng gần đây nhất là đa số là màu vàng, nhìn nó ấm áp hơn. Màu xanh hoặc màu đỏ thì nó cải lương lắm, nó không phù hợp cho một căn nhà như vậy. Và nếu như anh chị coi kỹ hơn thì chúng tôi sẽ làm như vậy nè. Chỗ này nó có một cái cột thương thì tôi về Nhà Mới TV thường sẽ giấu những cái cột ở đây, và ố cái phần lam này lên chạy dài lên trên kia luôn thì nhìn nó sẽ rất là đẹp. Còn nữa là quý vị, khi chúng ta ra đây nè, đụng vô đây nó dơ thì cái này nó sẽ bền, nó cũng là cái điểm nhấn của một cái căn nhà luôn. Ở 25m còn lại thì chúng tôi sẽ thiết kế một cái phòng ngủ, đây là phòng ngủ của gia chủ, phòng ngủ rất là đẹp. Cái tông màu tôi sử dụng cho anh tại vì anh lớn tuổi, đây là phòng ngủ của gia chủ và anh có đặt công ty đóng một cái giường rồi, chưa có bỏ nệm. Thì hôm nay thi công xong tôi muốn ghi hình thời điểm căn nhà này á vào cái dịp Giáng sinh để cũng như là một món quà tặng đến quý vị anh chị cô bác, những người đã luôn ủng hộ chúng tôi và luôn xem khi Nhà Mới TV có video mới, mẫu nhà mới. Đây, chỗ này thì sẽ làm cái phần vách lam giả gỗ, tại vì anh lớn tuổi rồi thì cái gam màu này sẽ hay hơn, không có trẻ trung. Nhưng hãy xem kỹ nha, ở trên hai phòng ngủ trên tôi phối một cái màu rất là lạ mà rất là cá tính. Đây, chỗ này nếu nhìn qua màn hình thì mọi người lầm tưởng là nó là sơn hiệu ứng, nhưng không phải đâu, nó là dễ dán tường. Thì chúng ta nên làm như vậy nó sẽ sạch sẽ hơn. Chỗ này thì mở một cái cửa sổ vừa đủ một cái bàn học hoặc là một cái táp đầu giường, nhưng mà tôi nghĩ là nên để như vậy đi, tại vì quý vị biết sao, chúng ta cái hệ tủ ở đây rồi và cái giường còn có một cái ngăn tủ thì nếu mà để ở đây á sẽ không có mở được đâu. Phần tủ này á, trong cái chi phí chọn gói 1,4 tỷ thì đều có hết rồi. Và chúng tôi cũng sử dụng cái gam màu giống như là tủ bếp luôn. Đây, nếu như những cái không gian nhà nhỏ mọi người nên sử dụng cánh lùa thay vì cánh mở, tại vì mở nó sẽ chiếm diện tích rất là bực bội. Và chỗ này á, đối diện bắt đầu giường thì cũng làm theo một cái vách lam luôn, đơn giản thôi, không có gì đâu, không có cầu kỳ đâu, nhẹ nhàng nhưng mà nó sẽ nhìn hài hòa. Hiện tại thì chúng tôi còn rất nhiều mẫu nhà đẹp, nhưng mà tôi muốn tạm gác lại một cái công trình này cho của năm 2023. Bởi vậy tôi nói là chắc chắn đây là mẫu nhà quốc dân rồi, mẫu nhà đẹp rồi. Tại vì
Nhà máy TV được khách hàng rất là ưa chuộng những mẫu nhà cắt lửng mà chúng tôi xây dựng, và hy vọng trong năm 2024 thì vẫn được yêu quý và vẫn được thương mến như là lựa chọn là đơn vị thi công, và chúng tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cũng như tư vấn nhiệt tình đến quý vị các bạn nha. Ở đây nè, như hồi nãy tôi nói là nhà này có 3 cửa, cửa chính, cửa hông và cửa sau. Cửa sau là cái sân vườn trên diện tích đất 1.000m² mà căn nhà 75m² này đặt lên. Thì ở đây cũng làm về rất là đẹp. Và biết sao quý vị, khi cái mảng tường, cái cột ở đây thì chúng ta xây to ra vậy nè, ốp cái này lên á, chúng ta hay đi hay vịt nó sẽ bị dơ, thì cái này nên và làm nó sẽ rất là hiệu quả. Và đây, hồi nãy tôi có nói về cái phần mà để máy giặt, chúng ta để về đây. Và với yêu cầu của căn nhà này thường thì không sử dụng vách ngăn tấm kính, nên thành ra chỗ này nó sẽ rất là rộng, và có đặt cho anh chị một bộ lavabo này, kệ và để những cái đồ ở đây. Trên này thì đóng thêm một cái hệ tủ và đựng đồ, lắp thêm một cái kính soi, tại vì nếu như ai sử dụng ở trong thì ở ngoài vẫn có thể rửa và sử dụng cái thiết bị này được. Máy giặt để đây là vừa rồi, chúng tôi cũng tính rồi, và khi đó thì cái không gian toilet á, nhà vệ sinh nó vừa đủ thôi chứ nó không có lớn, tại vì chúng ta để hết cái diện tích này để sử dụng cái khuôn viên của máy giặt. Nhưng mà nó cũng không phải là nhỏ đâu, vừa đủ sử dụng. Gam màu đơn giản, gắn một cái kính ở đây để họ sử dụng, như là tạo một cái điểm G để những cái chai xà bông. Và với vách ngăn tấm kính thì không sử dụng được trong không gian như này, nhưng mà nó cũng đủ à, cũng đẹp. Chỗ này có một cái mảng điểm nhấn mà chúng tôi sử dụng cái viên đá khổ 1m, rất là đẹp. Hệ cửa căn nhà này chúng tôi đều sử dụng là nhôm kính hàng Việt Nam nha quý vị nha. Việt Nam nó có nhiều hàng lắm, nhưng mà hàng này cũng ok rồi. Với mức tầm khá thì chúng tôi sẽ sử dụng cho những căn nhà như vậy. Và cảm ơn quý vị, anh chị, cô bác đã luôn đồng hành cùng Nhà Mới TV. Hãy nhớ là nhấn like, nhấn đăng ký kênh Nhà Mới TV để ủng hộ chúng tôi nha. Và sau đó chúng tôi sẽ tặng bạn vẽ cũng như tư vấn. Và rất là không biết chia sẻ như thế nào đây. Nhiều anh chị rất là thích nhắn tin qua Zalo, nhưng mà thật sự rất là thông cảm cho tôi nha quý vị. Tại vì 5 người tôi có thể phản hồi, 10 tôi có thể phản hồi, nhưng mà đến hàng trăm người thì không thể nào nhắn tin. Vì chúng ta trao đổi về một căn nhà mà tôi nhắn một chút xíu tôi đi làm việc, hoặc tôi đang làm việc phải ngưng lại, và người bên kia cũng đợi, và tôi cũng đợi. Thành ra là nó rất nhiều thời gian mất cho cái việc nhắn tin như vậy. Hy vọng quý vị, anh chị, cô bác nào thiện chí muốn tư vấn cụ thể thì hãy gọi ngay cho tôi qua số điện thoại 0937053096 nha. Chắc chắn đó là số điện thoại của Nhà Mới TV, và chỉ có một số duy nhất nếu như anh chị, cô bác cần thi công trọn gói. Cảm ơn quý vị, và bây giờ chúng ta lên trên để xem tiếp ở tầng lửng nha. Cầu thang này khi thiết kế lắp đặt phần đá hoa cương, cũng như là đưa một cái mảng kính cộng thêm cái tay vịn gỗ. Và ở đây không có làm chủ đề nha quý vị, làm đơn giản thôi, tại vì đưa cái chủ đề cho nó không phù hợp đâu. Mình nhìn nó mảnh mai, nhưng mà nó chắc chắn là nhờ cái mảng tường sơ hiệu ứng này nè, nó sẽ nổi bật cái khu vực của khoảng không gian thông tầng này lên. Và thường thì những mẫu này quý vị anh chị yên tâm, nó rất là đẹp. Chúng ta có một cái không gian thông tầng, và phía trước á, sẽ có ba cái ô sáng tạo một cái không gian quá thoáng cho vậy. Và tôi nói kỹ hơn chỗ này nè, thường thì những căn nhà chúng tôi sẽ làm chỗ này khoảng tầm độ 1m mấy 2m, nhưng mà ở đây phần này nè, tại vì cũng có nói là chia sẻ trước đó là căn nhà này lấy ý tưởng của căn nhà để xây cho chị Tú tại Tân Nguyên của Bình Dương, thì căn nhà này cũng vậy, nhưng mà chúng tôi sẽ làm khác đi rất nhiều. Và hy vọng là chị Tú coi video này cũng vẫn sẽ thích căn nhà này, cũng như thích Nhà Mới TV. Và chúng tôi cũng cảm ơn một năm qua đã được rất nhiều quý vị, anh chị, cô bác yêu mến Nhà Mới TV, yêu mến chúng tôi, cảm ơn rất nhiều. Một không gian của phòng thờ vừa đủ luôn. Và chúng ta có một cái khoảng không gian phía trước để lấy ánh sáng, cũng như là đặt một cái đèn thả. Và cái đèn này đơn giản thôi chứ không có cầu kỳ, tới đó là vừa đủ, nó vừa đủ sáng cũng vừa đủ đẹp, và nó trung hòa với những thứ ở đây. Tại vì với một kinh phí mà 1,4 tỷ cho một căn nhà trọn gói thì như vậy quý vị nha. Mọi người thường lầm tưởng là xây căn nhà là giống như xây tường bình thường vậy thôi, thì nó đâu có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng ở đây chúng tôi làm là làm nội thất luôn, nội thất trang trí cũng như lắp đặt, và sạch sẽ, hôm nay lau chùi đẹp bóng lưỡng để giao đến khách hàng nha quý vị. Đây,
phòng thờ mà tôi muốn nói là nó rất là rộng, đủ để xài luôn, và cũng trang trí nhẹ nhàng thôi. Cái lam này là lam gỗ nè, cái giấy này chúng tôi sử dụng rất nhiều, nhưng mà chúng ta mỗi lần sử dụng phá cách đi thì nó sẽ đẹp và nó ấn tượng lắm. Và khi căn nhà này hoàn thiện xong, khách hàng sẽ đặt một cái bàn thờ tầm này nè, đó, trên này là vừa đủ luôn, vừa đủ đẹp luôn. Và không gian này nếu như chúng ta có để một chậu hoa, hoặc là thường thì mọi người cúng bái để một cái bàn kéo ra đây thì cũng vừa đủ cho một cái không gian vậy, rất là đẹp nha, và rất là những nó có vẻ là trang nghiêm hơn. Ở cái không gian trên lầu này chỉ thiết kế cho phòng thờ, hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh chung. Thì như một cái thông tin mà tôi đã chia sẻ từ đầu là căn nhà này vì cái diện tích đất lớn nên thành ra mở cửa sổ này rất là tuyệt vời, nó sẽ có ánh sáng, có gió, và những cái cửa này đều là sử dụng nhôm kính, hệ cửa lùa hết nha quý vị các bạn. Ở đây có hai phòng ngủ này tôi sẽ thiết kế nó cá tính hơn một chút xíu. Nhưng mà hồi nãy tôi có nói với quý vị ở dưới phần cột từ dưới lên trên thì chúng tôi sẽ làm hai cái mảng nè, hai mảng trang trí, và khi xây tường 20 vậy nhìn cái nhà mình nó sẽ vững chắc hơn rất là nhiều. Vững chắc ở đây là cái phần cột, sau đó sẽ đắp thêm ra. Còn nếu mà quý vị mà xây hết cái tường 20 như vậy á thì chỗ này không trang trí được đâu, và nó sẽ không có gì là đẹp đâu. Không gian ở đây rất là rộng bởi vì chúng tôi chiều khoảng tầm 1m2. Cái gạch này là gạch chúng tôi sử dụng đá bóng kính khổ 80-80 nha quý vị nha. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ này khoảng tầm 12m2, đơn giản thôi, nhưng mà được lắp một cái tủ âm tường cũng như trang trí rồi thì nhìn nó sẽ gọn gàng hơn, vì chúng ta chỉ để một cái giường cho một người sử dụng ở đây khoảng tầm 1m4 là vừa đủ. Cái gam màu nội thất thì là chung, và ở đây là một cái mảng tường đơn giản thôi, chúng ta sử dụng bằng cái giấy dán, đây là giấy lụa nên thành ra nó sẽ có một cái điểm nhấn rất là lạ mắt. Và ở đây là phần lam màu ghi, thì khi sử dụng vậy chúng ta để giường cho nó không bị chày và nó sẽ đẹp lắm, cũng không phải vệ sinh và lau chùi nhiều. Lắp một cái tủ ở đây gọn rồi, và chỗ này thì sẽ đi ống nối cũng như là sau này khách hàng sử dụng máy lạnh, và khoét một cái âm trần vô để đặt một cái đèn màu vàng, đó, đơn giản thôi. Đây, cửa này cửa nhôm nè. Còn nếu như anh chị muốn tốt hơn thì có thể sử dụng cửa nhựa hoặc là cửa gỗ, nhưng mà tôi nghĩ là cửa nhựa là được rồi, hoặc là nhôm cũng được, tại vì phòng ngủ trong nhà mà, như vậy nó cũng đủ kín đáo rồi. Căn phòng này thì rộng hơn vì căn phòng này sẽ có hai người sử dụng, và biết tôi nghe đâu đó là có một cậu bé 5-6 tuổi gì sử dụng căn phòng này nữa, thành ra tôi muốn đưa cái màu mới lạ này vô. Cũng là lam nhựa đó quý vị, nhưng cái màu này nó sẽ không phải kén người dùng đâu, nhưng mà nó sẽ rất là hay á, bởi vì chúng ta sử dụng cái gam màu này cũng như gam màu này nè cùng với là cái giường thì nó sẽ trung hòa với nhau, nó sẽ đẹp lắm. Các cái căn phòng thì đều mở cửa sổ hết luôn, tại vì mở cửa sổ ở đây là do anh chị một số bạn có thường nói với tôi là tại sao không mở cửa sổ phòng ngủ, tại sao, nhưng mà không đâu, chúng ta phải có diện tích lớn, diện tích đất nó phù hợp thì mới mở được, chứ bây giờ nếu mà nhà sát vách với nhau làm sao mà mở được, không thể nào, nhà rộng lớn thì mới mở được thôi. Và đây, chỗ này có một cái mảng tường, tại vì khi làm tủ âm tường quý vị, bên kia là một cái tủ âm rồi, thì chỗ này chúng tôi muốn làm cho nó đặc sắc hơn, nó có điểm để chúng ta nhìn nó đỡ chán mắt. Đây, còn phần tủ nó sẽ nằm đây, đó, một cái tủ âm tường rộng rãi vừa đủ xài luôn, và đóng khuôn trần thì nhìn nó liền mà nó sẽ đẹp hơn. Đây nữa nè, chỗ này thì cái phần lam chúng tôi cũng sử dụng ở đây luôn, là mai mốt á để một cái tủ tivi ở đây nữa là vừa đủ. Vừa rồi tôi có đọc một comment của một bạn góp ý rất là hay, cái đó là một sự thiếu sót, bạn nói là khi thiết kế cái này á thì đưa lên trên này nè, khi đặt cái tivi vô thì nó sẽ che luôn, thì nó sẽ thẩm mỹ, rất là thẩm mỹ. Ok, tôi nghĩ là hay á, và yêu cầu kiến trúc sư của nhà mới TV hãy lưu tâm những cái phần này nha, tại vì chúng ta có những căn nhà đẹp, những cái clip hiệu quả là do khách hàng, những bạn xem họ đánh giá khách quan nhất, và chúng ta nên học hỏi cũng như là lắng nghe để tiếp thu như sản phẩm này nó đẹp hơn cho chúng ta, cho khách hàng và cho tất cả mọi người. Phía sau căn phòng này như tôi có nói là sẽ thiết kế một nhà vệ sinh cho hai phòng này sử dụng, tại vì cái lối đi này là lối đi chung nên thành ra sẽ làm nó lớn hơn chút xíu. Còn nếu như quý vị anh chị cô bác muốn có thể đẩy nhà vệ sinh này lên giữa hai phòng và tạo hai phòng thì cái phòng cuối này sẽ rộng hơn, nhưng mà nếu nhiều người sử dụng thôi. Còn tôi nghĩ là với diện tích 515 là nó rộng lắm, thậm chí là 514 là cũng vừa đủ rồi, nhưng mà với những cái diện tích mà ngang năm thôi nha quý vị, còn nếu 4m thì nó sẽ hơi khó đó. Ở dưới làm sao thì ở trên y như vậy luôn, nhưng mà chỗ này rất là đẹp, tại vì chỗ này sẽ mở được cái cửa phía bên hông này nè, gió rất là mát, và lợi thế những cái lô đất lớn này xây nhà thiết kế có cái không gian mở rất là dễ chịu.
Đây, chỗ này cũng đơn giản thôi à. Ở đây có một cái kính có hai cái hệ màu, nhìn đẹp thật. Chúng ta sử dụng hay là trang điểm hay là make up gì. Wow, tuyệt vời đó chứ. Ở đây là những cái sản phẩm này nhà máy TV cung cấp hết nha quý vị nha, cung cấp hết. Và khi thi công trọn gói, chúng tôi lắp cửa, trang trí cũng như là lắp đặt những cái sản phẩm lên hoàn thiện cho khách hàng, lau chùi sạch sẽ và bàn giao. Quý vị, anh chị, cô bác thích căn nhà này không? Nếu thích thì hãy liên hệ, tôi sẽ tư vấn cụ thể cho. Còn nếu là muốn xây căn nhà này thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0937053096. Còn ai muốn tham khảo bản vẽ này thì hãy tặng chúng tôi một lượt like, đăng ký kênh và chúng tôi sẽ chuyển cái file này qua Zalo cho quý vị. Và hãy điện thoại trực tiếp qua số điện thoại nha quý vị nha, hoặc là Zalo. Và chúng tôi có phát triển trên các nền tảng như là Facebook, YouTube và có thể là TikTok nữa. Nhưng mà thường thì TikTok nhà mới TV không đăng nhiều. Anh chị cô bác ở nước ngoài có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Zalo hoặc là trực tiếp qua fanpage của nhà mới TV. Đây là anh Hùng quý vị. Anh cũng lớn tuổi rồi, tôi xin phép gọi được anh để dễ lấy tiền hơn anh Hằng. Anh Hùng ở tại thành phố Dĩ An của tỉnh Bình Dương mà cách công ty khoảng tầm đâu đó chắc 2-3 cây số thôi. Anh có đến công ty và đặt một cuộc hẹn với tôi cũng như là xuống khảo sát, sau đó lên thiết kế và anh nói là cố gắng làm xong sớm đến vào nhà mới thì cũng rất là vui. Hôm nay giao nhà cho anh, cảm ơn anh rất nhiều anh nhé. Chúc anh thật nhiều sức khỏe, anh cho em xin vài góp ý về căn nhà này thật tình nha. Thì chào tất cả mọi người. Dạ. Là ngày bàn giao công trình mới đã diễn cho chủ đầu tư có nhận xét về thứ nhất về công trình rất là lý. Cảm ơn anh. Điểm nào gọi là chê cả. Thứ hai đối với công ty nhà máy TV. Dạ. Thì là từ ngày đầu tiên làm việc với công ty, mình là công ty tạo một cái cảm giác rất là thoải mái, khách quan nha. Đúng rồi, cái cảm giác tin tưởng nữa. Dạ, dạ. Tin tưởng nhất là khi nhận công trình này. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Phải nói là không thất vọng tí nào. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Hy vọng là những thông tin của anh cũng giống như là từ khách hàng thì nó sẽ thực tế hơn cho nhà máy TV cũng như là cách mà tụi em làm việc với khách hàng sau này. Cảm ơn rất là nhiều. Thay mặt công ty, thay mặt nhà máy TV gửi lời chúc sức khỏe đến gia đình anh. Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe và có một căn nhà mới tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Và cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hãy follow cũng như là like, đăng ký kênh nhà máy TV. Xin chào và hẹn gặp lại.